Giảng pháp thích hợp trích từ sách Cao Tăng Truyện, chú giải của soạn giả. Thời Nam Bắc Triều, đời Lưu Tống, có một vị cao tăng từ Ấn Độ sang là Cầu Na Bạt Ma. Tên phạn ngữ này được dịch nghĩa sang chữ Hán là Công Đức Khải, chú giải của soạn giả. Thuộc dòng Sát Đế Lợi. Sát Đế Lợi là một trong bốn giai cấp của Ấn Độ, chính là giai cấp vua chúa cầm quyền. Là anh của vua nước Kế Tân. Vào tháng Giêng niên hiệu Nguyên Gia thứ 8, tức là năm 431, ngài đến kiến nghiệp, tức là Nam Kinh. Vua Văn Đế mời vào diện kiến, ân cần hỏi han, rồi thưa rằng: "Ta cũng thường muốn ăn chay, giữ giới không giết hại, nhưng vì còn phải lo cho dân cho nước nên không thể được. Vậy biết phải làm thế nào?" Đại sư nói: "Sự tu tập trai giới của bậc đế vương không giống với thường dân. Thường dân thân phận hèn kém, không có quyền sai sử người khác. Nếu như không tự mình khắc chế, giảm bớt ham muốn, thì làm sao tu thân? Nhưng đối với bậc vua chúa, thì bốn bể là nhà, muôn dân là con. Nói ra một lời tốt đẹp, thì muôn dân vui mừng. Thi hành một chính sách hiền thiện, thì người người hưởng ứng. Trọng người hiền, dùng người giỏi, bớt lao dịch, giảm thuế khóa, thì mưa gió thuận hòa, mùa màng sung túc. Bệ hạ nếu theo cách ấy mà giữ trai giới, thì sự trì trai ấy thật vĩ đại biết bao. Nếu theo cách ấy mà giữ giới không giết hại, thì còn có công đức nào hơn? Đầu nhất thiết là phải đợi nhịn ăn được nửa ngày." Ý đại sư muốn nói đến việc giữ theo bát quan trai giới, theo đó người thọ giới chỉ ăn vào giờ ngọ, xem như nhịn ăn nửa ngày. "Hay cứu mạng cho một con chim, rồi mới có thể cứu giúp rộng khắp muôn dân." Văn Đế nghe xong hết mực tán thán, nói rằng: "Người thế tục đắm chìm mê muội trong những lý luận xa vời, kẻ xuất gia lại thường trì trệ cố chấp nơi giáo điều thiển cận. Theo như lời đại sư mới thực sự là khai mở trí tuệ, giúp người tỏ ngộ, thấu hiểu sáng suốt mọi việc, có thể cứu độ khắp cả trời người." Sau đó liền cung thỉnh đại sư trụ lại chùa Kỳ Hoàng nơi kinh thành. Đến khi đại sư viên tịch, trong khoảng giữa đỉnh đầu bỗng thấy có hình trạng lạ, mường tượng uốn khúc như con rồng, từ đỉnh đầu xuất ra bay thẳng lên trời, có cả ngàn người tận mắt chứng kiến. Lời bàn: những lời đại sư nói ra cũng đều là lập luận của nhà Nho, nhưng lại hàm chứa giáo lý nhà Phật trong đó. Như thế mới thật là nói ra thuận với lòng người. Khéo can ngăn. Trích từ sách Ý Hành Lục, chú giải của soạn giả. Vào triều Minh, quan thượng thư bộ hộ là Dương Hữu Hiền, là người huyện Ninh Hương, tỉnh Sơn Tây. Ông từng bỏ tiền cưới về một người thiếp. Vợ ông vì quá ghen nên đẩy người thiếp này vào hoàn cảnh rất khốn đốn. Khi Dương Hữu Hiền bận việc quan phải đi xa, bà vợ liền lén nhốt người thiếp vào một căn phòng trên lầu, đói quá sắp chết. Ông có đứa con trai tên Dương Dục Tuấn, chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Lúc ấy biết chuyện liền nói với mẹ: "Nếu vì ấy mà chết đói, người ngoài thế nào cũng chê cười phỉ báng mẹ. Chi bằng cứ mỗi ngày cho ăn một bát cháo nhỏ, để vì ấy từ từ mà chết. Người ta sẽ không nói là mẹ ác độc." Bà mẹ nghe theo lời, Dương Dục Tuấn lại lén dùng một cái đẩy nhỏ giấu thức ăn vào. Nhưng lúc mang cháo đến thì đưa cho người thiếp của cha, nhờ đó mà cô ta được sống. Qua năm sau, sinh được một đứa con trai. Dương Hữu Hiền lén đưa đến nơi khác nuôi dưỡng. Sau khi ông qua đời, Dục Tuấn hết sức thương yêu chăm sóc đứa em trai này. Lời bàn: khi sử dụng lời nói để giao tiếp với người khác, tất nhiên phải chọn lời nói sao cho thuận theo lòng người.
khi sử dụng lời nói để phụng sự cha mẹ, cũng không được làm trái ý cha mẹ. Tuy nhiên, Khổng Tử thường nói, thờ cha mẹ, nếu cha mẹ có điều không tốt, cũng phải khéo léo can ngăn. Khéo léo can ngăn có nghĩa là phải làm sao để cha mẹ vui vẻ nghe theo lời khuyên mà cũng không trái ý cha mẹ. Xét như việc Dương Dục Tuấn khéo léo khuyên can mẹ, chẳng phải là hợp với lời của Khổng Tử lắm sao? Kính ngưỡng bậc thánh hiền tiên triết, đi đứng nằm ngồi thường nghĩ nhớ. Giảng rộng. Nói tiên triết là chỉ chung các bậc thánh hiền trong quá khứ, được nghe lời dạy của thánh hiền thì sinh lòng ngưỡng mộ, ác tự thân phải ra sức làm theo. Giống như vẫn còn được thấy các ngài hiện diện trước mình. Nói đi đứng nằm ngồi thường nghĩ nhớ, nguyên tác dùng hai chữ canh tường, nghĩa là bát canh, vách tường. Lấy ý theo trong sách Hậu Hán Thư, có nói đến chuyện sau khi Vu Nghiêu mất rồi, vua Thuấn thường nhớ nghĩ đến. Mỗi khi ngồi xuống, nhìn thấy hình bóng Vu Nghiêu trên vách tường. Mỗi khi ăn cơm, như nhìn thấy hình bóng Vu Nghiêu trong bát canh. Vì thế, canh tường hàm ý luôn luôn nhớ nghĩ đến, dù trong lúc đi đứng, nằm ngồi cũng đều tưởng nhớ. Có nghĩa là bất kỳ lúc nào cũng nhìn thấy các bậc thánh hiền như đang hiện diện trước mặt mình. Nhưng không nên quá câu nệ nơi nghĩa đen của từ ngữ, mà nên hiểu là lúc nào cũng suy xét nhớ nghĩ lời dạy của các ngài để làm theo. Đạo lý của các bậc thánh hiền xưa nay tùy theo địa phương truyền bá mà có sự linh hoạt tự nhiên, nhưng không xa lìa cội gốc. Nếu như quá cố chấp vào hình thức mà trong tâm vẫn tồn tại dù chỉ một chút các ý niệm, ý tất cố ngã. Một số nhà nho cho rằng Khổng Tử chủ trương vô ý, chỉ ý nghĩ, vô tất, sự thiên lệch, vô cố, sự cố chấp, và vô ngã, bám chấp vào bản ngã. Ở đây tiên sinh An Sĩ có vẻ như đã sử dụng các khái niệm này của nho gia theo cách hiểu của giáo lý nhà Phật. Trong lòng ác sẽ không khác gì Diệp Công thích rồng, nhưng chỉ biết đến tranh vẽ rồng, chứ không biết có con rồng thật. Năm xưa, tôi có lần gặp một người cầm trong tay quyển sách Trung Dung, liền cùng ông ta bàn luận về nghĩa lý đại thể của hai chữ Trung Dung. Tôi bảo ông ấy, Trung Dung không có hình tướng, nếu cố chấp vào hình thức mà cho rằng chỉ có 33 chương trong sách này mới đúng thật là Trung Dung, thì đối với đạo lớn của Khổng Nhan, dù có nằm mơ cũng không thấy được, huống chi là thực hiểu. Ông ấy lập tức nổi giận, nói, ý nghĩa ông nói, đó là thiền học, chẳng phải đạo nho của ta. Nói xong, bèn ném ngược quyển Trung Dung lên bàn sách. Tôi nói, ông thành kẻ tiểu nhân rồi. Ông ta hỏi gì sao? Tôi nói, Khổng Tử từng nói rằng, quân tử Trung Dung, tiểu nhân ngược với Trung Dung. Chẳng phải ông vừa ném ngược quyển Trung Dung lên bàn đó sao? Người kia lập tức cãi lại. Khổng Tử nói, tiểu nhân ngược với Trung Dung, sao có thể chấp cho đó là quyển Trung Dung trong tay tôi? Tôi liền cười lớn nói, tôi nói Trung Dung không có hình tướng, chính là như ý ông vừa nói đó. Ông ta im lặng suy nghĩ hồi lâu, liền tự có chỗ hiểu được. Một hôm, có người bạn đề cập đến một câu trong sách Mạnh Tử. Nếu tin hoàn toàn vào sách, chẳng bằng không đọc sách. Nguyên văn câu này là, tận tính thư bất như vô thư. Tôi nói, câu này người thường không dám tùy tiện nói ra. Nhưng Mạnh Tử nói, thì quả đúng không sai. Người kia vừa nghe có vẻ không hài lòng, tôi chỉ cười không nói gì thêm. Qua một lúc lâu, người ấy bỗng hiểu ra, nói, ông quả là người khéo đọc sách Mạnh Tử, tôi đã bị ông giễu cợt rồi. Các bậc tiên hiền như Vua Nghiêu,
vua Thuấn, vua Vũ, vua Thang, Văn Dương, Vũ Dương, Chu Công, Khổng Tử, Nhan Hồi, vân vân, đều là những bậc thánh hiền thời cổ đại. Nhưng giá trị văn hiến quý báu của các ngài vẫn còn lưu lại đến nay. Trong những lúc có chút thời gian rỗi rảnh, tôi vẫn thường thả hồn quay về ngàn năm trước, tìm tòi sưu tập rồi đọc qua trước thuật của rất nhiều người, sau đó suy ngẫm trầm tư, rồi lại tham khảo qua lập luận của các bậc hiền nho ngày trước. Nếu như trong ấy có những lời thích hợp với mình, ác thường ghi nhớ trong lòng hoặc lặng lẽ ngâm nga một mình, tự nhiên để hết tinh thần vào đó. Thỉnh thoảng lại gặp một đôi câu xét thấy chưa thực sự thông suốt, liền viết ra thành tập, đặt lại vấn đề để hy vọng có thể làm sáng tỏ hơn nữa những lời dạy của các bậc thánh hiền ngày trước, khiến cho những học thuyết ấy được vĩnh viễn lưu hành trong đời. Nhân đó mà trong khoảng 30 năm qua đã hình thành một tập sách đặt tên là Chất Khổng Thuyết, nêu một số vấn đề cần làm rõ trong học thuyết Khổng Tử, vẫn dùng để tự mình suy ngẫm, lấy đó làm vui, cũng không dám nói là như được thấy các bậc tiên triết trước mắt. Chỉ là muốn làm sáng tỏ cái học của thánh hiền để không phụ lời giáo huấn của các ngài. Dưới đây xin trích một số vấn đề trong sách Chất Khổng Thuyết, mong được chia sẻ với những người cùng chí hướng. Trích Chất Khổng Thuyết. Bàn về việc họ Khổng ba đời bỏ vợ. Thật quá đáng lắm thay, những kẻ học nho thiển cận không hiểu được ý nghĩa của từ ngữ vu bán điều xấu xa cho gia đình bậc thánh. Đức Khổng Tử lấy lễ pháp giáo hóa người đời, trước vẫn xem việc dạy dỗ vợ con trong nhà là căn bản. Nguyên bản dùng hình ư chi hóa là trích từ bài Tư Tề, Thiên Đại Nhã trong Kinh Thi, đại ý nói rằng trước phải dùng lễ pháp đối đãi, cư xử với vợ nhà cho tốt, sau đó đến anh em thân tộc, rộng ra mới có thể trị nước an dân. Đức độ chưa hẳn đã kém Văn Dương xưa kia. Dĩ như vợ ngài không được hiền đức sánh kịp hậu phi của Văn Dương, ác cũng đâu tệ hại đến nỗi phải bị chồng xô đuổi. Một đời bỏ vợ cũng đã là chuyện ghê gớm lắm, huống chi lại đến ba đời đều bỏ vợ. Xét như đạo vợ chồng theo đạo lý nhà nho là chuyện hệ trọng, nếu phạm lỗi nhỏ mà bị chồng xô đuổi, ác gia pháp họ Khổng chẳng thể bỏ qua mà không trách phạt, bằng như phạm lỗi quá lớn đến nỗi phải bị trục xuất ra khỏi gia đình, ắt phải là điều bất hạnh cho họ Khổng biết bao. Huống chi Đức Khổng Tử là bậc thầy mẫu mực của muôn đời, nếu như vợ ngài lại đức hạnh kém cỏi đến nỗi bị trục xuất, ắt phải tổn thương rất lớn đến thanh danh gia đình. Thế rồi đến người con dâu của bà cũng bị trục xuất, cho đến cháu dâu lại cũng bị trục xuất. Như thế thì họ Khổng có còn ra thể thống gì nữa? Một hôm, tôi mang sách lễ ký, Thiên Đàng Cung ra, đọc thật kỹ và suy ngẫm. Đến câu, không phải vợ chính của ông Cấp. Khổng Cấp là tên thật của Tử Tư, cháu nội Đức Khổng Tử. Ác không phải mẹ của ông Bạch. Nguyên văn câu này là, bất vi cấp giả thê giả, thị bất vi bạch giả mẫu. Bỗng kinh ngạc hiểu ra, nghĩ rằng đã không phải vợ chính, tất nhiên là vợ kế. Như vậy trong sách dùng chữ xuất mẫu, hóa ra không phải chỉ người mẹ bị trục xuất, mà là để chỉ người mẹ đã sinh ra mình. Cũng giống như nói sinh mẫu, như vậy tức là để chỉ người mẹ ruột. Nói không để tang xuất mẫu là ý nói không chịu tang mẹ ruột 3 năm. Ấy vì Tử Tư là con dòng thứ, Bá Ngư là con trai Khổng Tử, tức là cha của Tử Tư, từng bảo Tử Tư để tang mẹ ruột của mình 3 năm.
Tử Từ không tiện nói với cha, như vậy là sai lễ, liền nói: Từ xưa tổ tiên gia tộc chúng ta chưa từng sai với lễ tắc quy định. Nếu có quy định chịu đại tang, ắt phải làm theo. Tử Từ nói như vậy là ý muốn nhắc cha mình rằng theo lễ nghi không có quy định chịu đại tang đối với người mẹ là vợ thứ, không phải chánh thất. Từ đó về sau, lễ nghi trong gia đình họ Khổng quy định những người con dòng thứ không để tang 3 năm cho mẹ ruột của mình. Sao thành tục lệ vĩnh viễn như thế? Cho nên, trong sách lễ ký chép rằng họ Khổng có quy định con dòng thứ không để tang mẹ ruột là bắt đầu từ ông Tử Tư. Thật rõ ràng, sáng tỏ vô cùng. Thiên Đàng Cung của sách lễ ký đã dùng chữ xuất để thay cho chữ sinh, có thể nói là rất hay lạ, trang nhã mà không rơi vào khuôn sáo. Các nhà nho đời sau tự mình không hiểu được ý nghĩa của từ ngữ, sao lại khiến cho bậc phu nhân muôn đời kính ngưỡng phải chịu tiếng xấu ác? Xét như các quan đại phu ngày nay thôi, nếu như vợ họ chưa từng bị trục xuất, xô đuổi, mà bị người ta đồn đãi rằng bị trục xuất, hẳn phải lấy đó làm mối hận muôn đời. Người quân tử có lòng nhân đức, nếu nghe biết việc như thế, ắt phải thay người mà minh oan, làm rõ sự việc để giải tỏa mối hận ấy. Huống chi việc này lại xảy ra với vị phu nhân của một bậc đại thánh nhân, khiến cho đến ba đời con dâu trong nhà đều phải ôm mối hận ngàn đời như vậy. Cho nên, việc này cần phải được cải chính, giải thích cho mọi người đều rõ, làm sáng tỏ chỗ sai lầm từ trước đến nay. Lời bàn: người xưa bỏ vợ, phần lớn trường hợp chỉ vì những lỗi lầm nhỏ, không phải lúc nào cũng là do đánh mất đạo đức lễ nghĩa. Như xem trong sách Khổng Tử Gia Ngữ, thấy tăng tử bỏ vợ chỉ vì chưng quả lê không chín. Lại xem trong sách Mạnh Tử Ngoại Thư, thấy chép việc Mạnh Tử định bỏ vợ chỉ vì nhìn thấy bà ngồi soạt chân khó coi. Ông đem việc này thưa với mẹ, bà mẹ trách Mạnh Tử thất lễ. Mạnh Tử nghe lời mẹ, liền tự trách, thôi không bỏ vợ. Xem qua đó thì có thể biết bài văn này là vì những kẻ hậu nho thiển cận hiểu sai mà phương tiện nói ra. Vì mối oan chưa được rửa sạch của ba đời phu nhân nhà họ Khổng mà nói ra. Cho nên chỗ dụng tâm thật hết sức tốt đẹp, khó nhọc. Chỉ có điều là người đọc cần phải thận trọng, đừng để cố chấp nơi từ ngữ mà hiểu sai ý tứ. Lại ngộ nhận rằng ba đời họ Khổng đã khai sinh ra thói xấu cưới thêm vợ lẽ. Đó là điều nhất thiết phải phân biệt cho rõ. Bàn về quan niệm, ngoài đạo trung thứ không có lẽ suốt thông. Nguyên văn là trung thứ chi ngoại vô nhất quán. Đức Khổng Tử nói rằng đạo của ta chỉ một điều suốt thông tất cả. Đó chính là đạo lý căn bản một đời của Khổng Tử, cũng là chỗ đạo lý căn bản được truyền lại qua bao đời thánh hiền, kể từ vua Nghiêu, vua Thuấn, Văn Dương, Vũ Dương, Chu Công, Nhan Hồi. Từ chỗ học rộng khắp văn chương, tóm gọn theo lễ nghĩa, mà sao mới hiểu ra được lời dạy một điều suốt thông của thầy, cho nên mới bùi ngùi mà cảm thán. Theo sách Luận Ngữ thì Mạnh Tử đã nói về đạo của thầy mình, tức Khổng Tử, là ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, chim chi tại tiền, hốt yên tại hậu. Nghĩa là ngẩng trông càng thấy cao, thử thách càng thấy cứng, thoạt thấy phía trước, bỗng hiện phía sau. Ngoài Nhan Hồi ra, những người được truyền thụ chỗ thấu suốt này bất quá chỉ có được Tăng Tử với Tử Cống mà thôi. Nguyên lý một điều suốt thông của Khổng Tử
hàm ý đâu đâu cũng là đạo. Vì thế mà khi Ngài đứng nơi giang sông trên thượng nguồn, đã từng cảm thán: chảy mãi như thế này sao? Khi Ngài dạy cho môn đệ thường nói: ta chẳng có điều gì không dạy cho các ông. Thật ra Đức Khổng Tử nói câu: một điều suốt thông, lại chính vì muốn chỉ rõ ngay trước mắt cho những kẻ đã bước ra đường lại không biết lối đi, đã ăn món ngon lại không biết mùi vị. Môn đệ thảy đều không hiểu được ý nghĩa ấy, nên mới đưa ra câu hỏi: thế là thế nào? Tăng tử là người đã trực nhận, lại cũng dùng phương pháp chỉ thẳng ngay trước mắt mà dạy cho những người kia rằng: đạo của thầy ta chỉ hai chữ trung thứ là gồm đủ. Nguyên văn trong Luận Ngữ, Khổng Tử nói: trò sâm này, đạo của ta chỉ một điều thông suốt tất cả. Tăng tử đáp: dạ. Khổng Tử đi ra ngoài, môn nhân đều không hiểu, hỏi tăng tử: thế là thế nào? Tăng tử đáp: đạo của thầy ta chỉ hai chữ trung thứ là gồm đủ. Dĩ như có người đặt câu hỏi rằng: biển giống như thế nào? Có người khác liền mang một chén nước biển đưa cho người ấy, nói rằng: đây chính là nước biển. Nếu như lại cho rằng ngoài chén nước biển ấy không còn có biển lớn mênh mông, thì quả thật chỉ là người ngu si nói chuyện sằng bậy. Ngày nay có những học giả cứ mở miệng là nói: ngoài đạo trung thứ không có lẽ suốt thông nào cả. Như vậy có khác gì với kẻ ngu si vừa nói trên? Bàn về câu: ung giả khả sử nam diện. Ung là tên của Trọng Cung, là môn đệ của Khổng Tử. Mấy chữ khả sử nam diện có thể quay mặt về hướng nam, được sách Tứ Thư Chương Cú Tập Chú giải thích là vị thế của bậc nhân quân. Dựa theo đó mà xưa nay vẫn cho rằng vì Trọng Cung là người khoan dung độ lượng, chân thật mà cẩn trọng, có được khí độ của bậc quân vương, nên Đức Khổng Tử mới nhận xét như thế. Nguyên văn trong sách Luận Ngữ, Tử viết: ung giả khả sử nam diện. Trò ung có thể làm người quay mặt về hướng nam. Nhưng xét lại, tự thấy cách hiểu như vậy có chỗ chưa thỏa đáng. Nhân quân là danh hiệu để xưng bậc thiên tử của chư hầu. Trọng Cung tuy hiền đức, nhưng gia dế vẫn là hàng đệ tử của Khổng Tử. Một người luôn hết mực tôn quân như Khổng Tử, lẽ nào lại đặt đệ tử mình lên vị trí bậc thiên tử của chư hầu? Lại thử hỏi, nếu thế thì phải đặt thiên tử nhà Chu với vua nước Lỗ là Lỗ Định Công ở vào địa vị nào? Xét rằng từ xưa đến nay, bất kỳ ai đã được bổ làm quan chức, dù lớn hay nhỏ, đã được một thân vinh hiển, ác người nào cũng cần phải quay mặt về nam để soi xét việc của dân. Cho nên, bất kỳ quan viên chức sắc nào dựa vào hàng cầm quyền cai trị dân thì đều có thể quay mặt về hướng nam cả. Bàn về câu: chấp tiên chi sĩ. Trong sách Luận Ngữ có đoạn: Tử viết: phú nhi khả cầu giả, tuy chấp tiên chi sĩ, ngô diệt vi chi. Như bất khả cầu, tùng ngô sở hảo. Nghĩa là, Khổng Tử nói, giàu sang phú quý nếu có thể cầu mà được, dẫu là việc cầm roi đánh xe hầu người khác ta cũng làm. Nếu như không thể cầu được, thôi hãy làm những gì ta thích. Ở đây muốn bàn về cách hiểu chữ sĩ trong câu này. Trong cách dùng ngày xưa, hai chữ sĩ và sự có thể thay thế cho nhau. Trong sách Chu Thư, Thiên Khang Cáo có câu: kiến sĩ ư Chu, lại có nghĩa là thấy sự việc ở nước Chu. Theo lẽ ấy mà xét thì cụm từ chấp tiên chi sĩ ác phải được hiểu là việc cầm roi đánh xe, chứ không phải là kẻ sĩ cầm roi đánh xe. Nếu như hiểu chữ sĩ trong cụm từ đó là kẻ sĩ,
tức là người quân tử, thì như Đức Khổng Tử đã có dạy rất rõ ràng: ở ẩn tại nhà không đáng là kẻ sĩ. Nguyên văn lời Khổng Tử: sĩ nhi hoài cư bất túc vi sĩ. Ở ẩn tại nhà mình không đóng góp tài trí cho nhân quần xã hội, còn không đáng là kẻ sĩ. Huống hồ lại đi cầm roi đánh xe hầu hạ người khác. Bàn về câu vật hữu bản mạc, sách Đại học có một tiết là: vật hữu bản mạc, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hỷ. Sách Tứ Thư Chương Cú Tập Chú, chú giải rằng đoạn này nối tiếp ý của câu văn trước đó. Vì thế nên xưa nay vẫn hiểu rằng trong câu vật hữu bản mạc, sự hữu chung thủy, thì vật hữu bản mạc nghĩa là vật có gốc ngọn, được xem là phần đầu. Sự hữu chung thủy nghĩa là sự việc có đầu cuối, được xem là phần sau. Cả hai tạo thành một đoạn nối tiếp theo văn trước đó. Tuy nhiên, xét thật kỹ càng thông suốt văn mạch toàn chương thì thấy đoạn này không phải nối tiếp phần trước nó, mà thật ra là được viết để khởi đầu cho đoạn tiếp theo. Hiểu theo cách này thì chữ vật được dùng để chỉ phần nội dung trong câu tiếp theo bên dưới. Nguyên văn đoạn được bàn đến ở đây là: dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm, dục chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý, dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ tri, trí tri tại cách vật, vật cách nhi hậu tri chí, tri chí nhi hậu ý thành, ý thành nhi hậu tâm chính, tâm chính nhi hậu thân tu, thân tu nhi hậu gia tề, gia tề nhi hậu quốc trị, quốc trị nhi hậu thiên hạ bình. Bao gồm thân, tâm, ý, tri, gia, quốc, thiên hạ. Mà chữ sự tức là các việc, các trí, thành chính, tu tề, trị bình. Chữ vật với chữ sự được hiểu phối hợp theo cách này thì tất cả ý tứ đều phù hợp, mà lại càng làm tăng thêm ý nghĩa rõ ràng mạnh mẽ hơn. Nếu lấy quốc, đất nước so với thiên hạ thì đất nước phải là gốc mà thiên hạ là ngọn. Lấy gia, nhà so với quốc, đất nước thì nhà phải là gốc mà đất nước là ngọn. Cứ thế mà xét, cho đến các khái niệm thân, tâm, ý, tri cũng đều tương tự như vậy. Như thế có thể thấy hai chữ bản mạc, gốc, ngọn đã biến hóa vô cùng linh hoạt, kỳ diệu. Nếu lấy trị so với bình mà xét, thì trị phải là đầu mà bình là cuối. Lấy tề so với trị mà xét, thì tề phải là đầu mà trị là cuối. Cứ thế mà xét, cho đến các khái niệm, cách trí, thành chính cũng đều tương tự như vậy. Như thế, có thể thấy hai chữ thủy chung, đầu cuối đã biến hóa vô cùng linh hoạt, kỳ diệu. Những khái niệm bản mạc, thủy chung, gốc ngọn, đầu cuối đã được vận dụng linh hoạt như thế. Tất nhiên các khái niệm tiên hậu, trước sau cũng sẽ linh hoạt như thế, cho đến các khái niệm cận đạo, gần với đạo cũng sẽ linh hoạt như thế. Cho nên đoạn văn này thật ra sử dụng bút pháp hư ảo, không tự có thật nghĩa, chỉ để dẫn khởi cho tám đề mục thực nghĩa bên dưới, tức là tám cặp đề mục thân, tâm, ý, tri, gia, quốc, thiên hạ và cách trí, thành, chính, tu tề, trị bình được sắp xếp tương ứng với nhau. Vì thế mà trực tiếp trước đó là hai đoạn mở đầu với cổ chi dục minh minh đức, và liền theo sau là hai câu tri sở tiên hậu tác cận đạo hỷ. Nếu như cho rằng vật hữu bản mạc
với sự hữu chung thủy là hai phần của một đoạn văn nối tiếp ý văn trước đó, thì sự phối hợp ý nghĩa xét ra rất nhiều chỗ khiên cưỡng. Xét như đoạn văn trước đó mở đầu bằng "Trì chỉ nhi hậu hữu định", thật ra đã là nối tiếp câu trước đó nữa với ý cuối câu là "Chỉ ư chí thiện", cho nên vật hữu bản mạc, đương nhiên không thể có sự nối tiếp tương ứng với đoạn trước nó. Huống chi hai đoạn "vật hữu bản mạc, sự hữu chung thủy" lại rõ ràng có ý đề khởi mạnh mẽ, chứ không phải ý nối tiếp. Như hiểu ngược lại theo ý tứ của đoạn văn trên, thì tâm định làm sao có thể gọi là sự, chỗ được an ổn cũng làm sao có thể gọi là sự. Hiểu như thế thì một chữ sự tự nó đã không có nghĩa thỏa đáng. Tất nhiên hai chữ tiên hậu theo sau cũng không thỏa đáng, mà đến tắc cận đạo hỷ lại càng không thỏa đáng. Cách hiểu sai lệch này tuy không liên quan đến tông chỉ lớn lao, nhưng nếu như có thể ít nhiều làm sáng tỏ hơn kinh sách của Thánh Hiền, thì cũng nên nói rõ ra để mọi người đều biết.